Xin chào em đã đến với Vinh Thành Audio. Hôm nay em xin chia sẻ một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng âm đi Đà Nông AVC1930. Dòng này thì nó sẽ có chức năng là điều chỉnh equalizer, chỉnh bass chép, đầu vào HDMI, đầu vào cộng quang. Anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV. Đây là cái cổng quang kết nối vào ngõ DVD nha. Về kết nối phía sau nè, đây là cổng quang nè, cổng CD, cổng loa phong nha. 1930, điện áp 100V và công suất là 260W. Rồi bây giờ sẽ test cái cổng đầu vào là DVD. Cổng CD là cổng quang analog. Rồi để điều chỉnh bass chép ha. Những parameter mũi tên ngang, tông off nha, rồi di chuyển mũi tên xuống nè, tăng giảm bass nè, mũi tên xuống nè, tăng giảm chép, rồi đó là bass chép. Rồi để điều chỉnh equalizer, những setup mũi tên xuống advanced play enter, mũi tên xuống menu equalizer enter. Cái thao tác chỉnh equalizer thì chỉ cần chỉnh một lần thôi nha. Enter. Chỉnh tần số là từ 63Hz nè. 125, 250, 500, 1kg, 2kg, 4kg và 8kg nha. Đó là chỉnh equalizer. Rồi để điều chỉnh 7 lo hoặc là 2 lo. Đây là nút đa năng nha. Xoay lại. Các chế độ nghe nhạc và xem phim, hai loa. Center. Circle back. Rồi 7 loa chế độ Ontario.